Thưa quý vị, hội thi viết chữ đẹp cấp tiểu học năm học 2023-2024 vừa được Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đất Đỏ tổ chức. Đây là dịp để các em trau dồi kỹ năng viết chữ và trình bày bài viết đẹp, góp phần nâng cao việc luyện nét chữ, rèn nét người. 175 học sinh đến từ 11 trường tiểu học trên địa bàn huyện Đất Đỏ đã tham gia hội thi viết chữ đẹp cấp tiểu học. Hội thi nhằm chú trọng giáo dục thẩm mỹ cho học sinh, đồng thời phát huy tính chủ động sáng tạo của các em. Xem đây là một giải pháp cơ bản để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.